Ôi được rồi, thế được rồi, cho nó kỳ. Cái này là đang cân luôn này này. Cái này là cân, cân cổng luôn này. Đúng rồi. Cho cái này tí nữa không được, để cho nó kỳ. Rồi, được. Cân cổng luôn rồi đấy. Thế bên này không đập nữa, chỉ đập bên này thôi. Đập bên này. Cân, cân cổng rồi đấy, anh nhau đập rồi. Chủ yếu là nó vừa giữa cái tấm đan này thì mình có cho cân cổng. Để cho hở. Đấy. Tấm đan này của nó là bao nhiêu đâu? Thôi được, thoải mái. 85. 85 vừa cho. Trong lòng cứ cho là 80 đi. 80 mà mét 2 thì đấy, thế nào vừa. Cân luôn rồi. Cân luôn này. Cân luôn là tấm đan này. Đó. Nào, cứ đóng mượn đi. Đập đây không đi. Bấm máy chưa? Bấm rồi. Cần thiết đập thêm tí ở ngoài này cho nó xuống thì nó sẽ bằng cái vỉ thửa này. Đập cái này là, là vỉa khó. Vỉa đục hết thì phải em lấy búa 18 một tí. Nó bằng á? Thì cho nó bằng ngay cái vỉ này luôn đây. Cái này có cái kéo hay đâu mà bự hết. Thì nó bằng thịt luôn. Thế. Ờ đấy, để lấy cái búa nữa. Đấy, cần đập cái này là nó bằng luôn. Bây giờ phải lui cái tấm này xuống. Nào đi. Kéo đập đập cái này. Cái quạt rồi, nó cái quạt rồi cắm vào. Lấy cái cắt, cắt vàng đấy. Cắt vàng, cho ra mẹ đi. Cái này đi. Cái này là thoải mái nhỉ. Một phát là thoải mái luôn. Bây giờ anh ấy đi cho nó biết đi.
quét qua cái này. Đặt cái này vào trước xong mình mới chít xi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mình đắp cho tí ở đây rồi. Không, nó lấy phải xây ra đã. Để xây nó vào. Con đi. Em nó gạch đỏ xây nó đẹp ngay. Tắt chi chứ. Tắt. Mặt này nó bằng hơn như này. Cái mặt này nó vuông hơn thì cho dưới được.